Rồi, xin chào anh em, hôm nay số 4 tháng xin làm clip nói về sản phẩm đó là cây dinh TA Racing 2 nồi dành cho quay rim. Đây là cây dinh đúc, có cấu hình là dinh là 10 ly rưỡi tay 6. Thì với cái dinh này, khi anh em lắp vào xe nó sẽ đi với cái chiều dài lòng là 76, 3 bạc lỡ, sử dụng nhông thì 14, bánh cam 28, sử dụng sinh cam 86 mắt ha. Thì đó là cái phần đầu tiên nói về cây dinh này. Còn bây giờ là mình nói về chi tiết cây dinh này ha. Thì cái sản phẩm này hiện tại là thương hiệu TA Racing đã cho ra cái mẫu dinh này cũng lâu rồi, nhưng mà hiện tại là cái sản phẩm dinh là mẫu dinh TA Racing mà dinh vàng 12 ly rưỡi tay 3 hiện tại đã hết hàng rất là lâu. Thì chỉ còn cái sản phẩm đó là dinh TA Racing 10 ly rưỡi tay 6. Thì giá cho cây dinh này là 2 triệu một cây nha anh em, chỉ bao gồm cây dên như hình ảnh anh em nhìn thấy ra thôi, ngoài ra là không có cái gì thêm hết ha. Bạc nạn trong thời anh em tự vô. Thì cái dên này nó sẽ có là nè, cái cấu tạo nè, dên là má 99 cộng 10 ly rưỡi đó. Thì cái dên này là 10 ly rưỡi là thường thường là bây giờ mình nói dễ cho anh em dễ hình dung nha. 10 ly rưỡi là tính từ tâm mắt của cây dên này so với cái tâm ắc của cây dên của 50 cúp 50 nha. Ví dụ cây dên của cúp 50 nó dần ra thêm 10 ly rưỡi đó. Thì mình nói đơn giản là để dạy cho anh em hiểu biết 12 ly rưỡi, 13 ly, 14 ly là như thế nào. Thì mình nói là giống như nó lấy chuẩn là từ cái tâm ắc của cái cây dên 50 tính ra. Thì ví dụ cái hành trình của cây dên mà thương trò một mình đi là 55.5 so với cái cây dên của 50 là hành trình 41.5. thì nên thường thường có nhiều người gọi là cây dên future 1 là cây dên đô 7 ly là vậy đó, có nghĩa là giờ ra là 7 ly là hành trình tăng lên là 14 ly. Còn giả dụ cái cây dên này nó là 12 ly rưỡi thì hành trình nó 10 ly rưỡi là hành trình nó tăng lên là 21 và cộng với lại 41.5 thì nó là hành trình nó tổng là 62.5 hành trình với tông lên xuống đó, cái đó là dễ hiểu. Còn trên YouTube thì anh em có thể theo dõi cái hành trình đôn bao nhiêu ly, thì có nhiều cái clip mà anh em nó làm về đỉnh, nói về rõ về cái hành trình dinh đôn. Thì cái này mình nói sơ bộ là cho anh em dễ anh dùng thôi. Còn cái dinh này là cái dinh La Racing 10 ly rưỡi. Cái dinh này thì mình chắc cũng không cần quảng cáo nhiều rồi, anh em mà chơi xe nhiều thì cũng biết nó cái dinh này rồi, rất là chất lượng. Có nhiều người gọi là dinh búa má titan này này kia đó, trong một cái dên là anh em cầm lên là biết cái dên xịn rồi, từ chất liệu đến cấu tạo nhìn rất là sắc nét, nhìn vô cái là ăn tiền liền, đồ cao cấp mà. Thì cái búa dên này nói chung là chạy rất là ok ha, đã được tính toán búa dên xài rất ok. Tay này là mài rất là đẹp đó, cáp em ha. Thường thường ví dụ mình nói là tay 3 là tay DD, còn tay 6 là tay KFM, là tay Alpha, còn tay 9 là tay KFL, là tay của Future 1 á đó. Nói sơ sơ cho anh em dễ hiểu nó thế nào là tay 3, là tay 6 là vậy đó. Rồi anh em nào có nhu cầu mua dên TA Racing 10 ly rưỡi má 99 thì alo em, giá 2 triệu một cây, hàng có sẵn tại shop Phúc Thắng.